các bác ơi, tôi mới tìm ra một quán cháo mê luôn nhá. Quán này thì thực ra tôi đến thì thấy quán hơi bé nhưng mà rất là hợp khẩu vị của tôi luôn nhá. Mỗi tội là quán này hơi xa nhà nên thành ra là phải quyết tâm lắm mới đi ăn được. Cháo ở đây là kiểu cháo xay, không quá đặc mà không quá loãng. Hương vị thì hơi nhạt một chút nhưng mà phải cho tiêu và ớt vào thì nó rất là đậm đà luôn các bác ạ. Nay tôi đến thì tôi gọi hai cháo niêu thập cẩm với cả một đĩa gan xào lớn. Đĩa gan xào siêu đầy đặn mà có giá là 50.000 nha. Topping trong cháo sẽ có tim gà bò bầu dục mọi người nhé. Niêu cháo bê ra vẫn kiểu nóng hổi sùng sục luôn, siêu hấp dẫn mọi người ạ. Topping ở đây ai đến thì cô ấy mới làm nên là khá là tươi mọi người nhé. Ăn cháo là không thể nào mà thiếu quẩy được rồi. Tổng bữa này mình ăn hết 145.000 cho hai người cả trà đá nha. Gan xào mềm thơm ngon thật sự luôn, trời ơi nhìn mà lại thèm ý.